đoàn đánh mang sức mạnh thiên kiếp làm cho tòa cung điện mặt trời dường như bị phá hủy đỗ an chứng kiến sức mạnh này thì ngã trên mặt đất vì sợ hãi lắp bắp cái gì thế này đỗ an nói trong hoảng sợ cái ma pháp diệt thiên diệt địa này là lần đầu mình thấy thực sự đáng sợ thực lực vị đại lão này chắc chắn phải hơn sư phụ chẳng lẽ là cường giả bát chuyển trong truyền thuyết ninh phong thấy cảnh tượng trước mặt do mình gây ra cảm thấy tiếc nuối trước khi hoàn thành nhất chuyển thì cấp độ không thể tăng lên điểm kinh nghiệm này đúng là lãng phí thật anh nhìn đến cái huy hiệu trong tay cảm thán thôi bỏ đi đằng nào cũng có huy hiệu rồi, quay về trả nhiệm vụ thôi. Cái huy hiệu anh có được có tên là biểu tượng thiêng liêng, đồ tiêu hao phẩm chất cam, thuộc tính tinh thần vĩnh viễn cộng 8, hiệu quả phục hồi vĩnh viễn cộng 100%. Ninh Phong định quay về bằng cuộn dịch chuyển thì ở phía sau Đỗ An hớt hãi chạy đến gọi, "Đại, đại lão, xin đợi chút." Nghe thấy tiếng gọi Ninh Phong trong lòng hoảng sợ, người này ở đâu ra vậy, không lẽ nhìn thấy hết rồi, có nên diệt khẩu không? Nếu diệt khẩu thì mình giống ác ma quá. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Ninh Phong, Đỗ An cũng vô cùng lo lắng, tệ rồi, biểu cảm của đại lão có thể không tốt. Đỗ An bài ra bộ dạng niềm nỡ nhất có thể nói, đại lão, đừng tức giận, để tôi giải thích, nhưng Ninh Phong vẫn chừng mắt lạnh lùng. Bỗng lúc này coi cảnh báo vang lên thu hút sự chú ý của hai người, có vẻ động tĩnh vừa rồi của Ninh Phong quá lớn dẫn đến báo động. Anh dơ cuộc dịch chuyển lên nói, có chuyện gì cứ rời khỏi đây rồi nói, Đỗ An khi này vẫn lo lắng gật đầu. Sau khi rời khỏi bí cảnh, hai người tìm đến một nơi thanh vắng để tâm sự, sau một hồi Đỗ An trình bày toàn bộ sự việc, thì Ninh Phong chậm rãi kết luận, thế nên, anh mới đi theo tôi sao đỗ an lúc này lại xua tay tỏ vẻ hối lỗi thực sự xin lỗi tôi không có ý gì đâu chỉ là muốn xác nhận mấy thứ suy cho cùng thì nhìn ngài vẫn còn trẻ nếu không được tận mắt chứng kiến tôi cũng không dám tin đỗ an liền nghĩ đến sư phụ của mình mà căm hận nói suy cho cùng người mạnh như sư phụ tôi năm đó dù có phải bỏ mạng cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn bí cảnh xâm nhập còn để cho tên phản đồ kia bỏ chạy mấy năm nay tên phản đồ kia sử dụng con người để hiến tế nhằm phá giải phong ấn tôi đã truy sát hắn từ lâu nhưng đều thất bại thấy anh ta thao thao bất duyệt trước mặt lúc này ninh phong lại nghĩ đến an nguy của bản thân người này là cường giả tứ chuyển nếu không phải anh ta tự nguyện chui ra thì mình cũng không phát hiện ra nói cho cùng vẫn là do cấp độ của mình quá thấp nếu cứ tiếp tục như thế này thì việc bại lộ cũng chỉ là sớm muộn thôi vẽ mặt trầm tư suy nghĩ của ninh phong lại làm cho đỗ an sợ hãi đại lão đột nhiên im lặng chẳng lẽ muốn giết mình để bịt miệng sao nghĩ đến đây để tránh điều đó xảy ra đỗ an vội vã thể hiện sự thuần phục đại lão ngài đã giúp ta báo thù cho sư phụ tôi vô cùng cảm tạ nếu ngài cần bất cứ điều gì trong tương lai cứ gọi tôi tới ninh phong cũng cẩn thận đánh giá người này cấp độ cao lại còn đi solo nếu tạo dựng được quan hệ tốt thì có khi sẽ có ích ninh phong vẫn giữ thái độ nghiêm túc can dặn chuyện hôm nay tôi không hy vọng còn người khác biết chuyện này đỗ an vội đáp ngài yên tâm tôi nhất định sẽ giữ kín miệng đỗ an khi này cũng có suy nghĩ ma pháp của đại lão là sức mạnh bóng tối cực lớn nhưng lại không hề làm hại người vô tội hơn nữa còn để lùi bí cảnh thâm nhập cứu toàn bộ thành phố một người đàn ông mạnh mẽ khiêm tốn như vậy xứng đáng được mình tôn trọng cho dù có lý do gì. Dù sao sau này cũng không có chỗ nào để đi, trước tiên ở lại thành phố Tần Du vậy, lúc này Đỗ An cũng đi theo sau Ninh Phong về thành. Bỗng lúc này điện thoại của Ninh Phong reo lên, thấy vậy, cậu liền nhấc máy lên nghe, là cô Kỳ, bên kia điện thoại, cô Kỳ cất tiếng hỏi, Ninh Phong, con ở đâu? Ninh Phong cũng vội đáp, con đang ở ngoài, vừa chuẩn bị về, cô có việc gì sao? Cô Kỳ lúc này nói, ồ, có vài việc ta muốn nói với con, đợi con về rồi nói cũng được. Cuộc gọi kết thúc Ninh Phong có chút thắc mắc, sao cô Kỳ đột nhiên gọi điện cho mình. Cô ảnh đang ngồi bên cạnh liền hỏi cô Kỳ tình hình cuộc hội thoại vừa rồi. Sắc mặt cô Kỳ lộ ra vẻ nghiêm trọng, nghe khẩu khí có vẻ như không có chuyện gì, mà cậu ta cũng đang chuẩn bị về rồi. Cô ảnh nghe vậy nói, một học sinh mới thức tỉnh được mấy ngày, đột nhiên đã đến cấp nhất chuyển, nếu như không phải vừa kịp điều tra thì có thể đã bỏ sót cậu ta rồi. Cô Kỳ lúc này liền lên tiếng bảo vệ, Ninh Phong tính cách tốt, tôi tin cậu ấy không phải người xấu cô ảnh thấy bị hiểu sai liền lên tiếng tôi không nói cậu ta là người xấu nhưng tôi có chút việc muốn làm rõ mấy tiếng trước trong phòng họp căng thẳng ngoài cô ảnh còn có ba người đàn ông người bên trái nói đây là tình hình sơ bộ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mong nhận được sự quan tâm của cấp trên có vẻ mọi người đã báo cáo xong ông lão lúc này hỏi thêm còn việc gì không cô ảnh sắp xếp lại lời nói một lúc sau đó cô mở miệng hỏi mấy người nói hai loại pháp thuật hủy diệt xuất hiện ở thành phố tần du có phải do dị biến dị làm nên không Nghe điều này thì mọi người trong phòng họp trở nên yên lặng. Ông già lúc này liền mở miệng nói, "Cô ảnh, ngươi chính là biến dị giả, sao lại có thể nói câu này được? Biến dị giả sử dụng sức mạnh bóng tối yêu cầu phải bỏ một cái giá, biến dị giả càng mạnh thì cái giá càng đắt, tiêu hao sinh mệnh, mất đi lý trí, thậm chí biến thành quái vật mới. Cho dù có là một cái giá bình thường nhất, nếu không cẩn thận, cũng có thể khiến biến dị giả rơi vào tình trạng không thể cứu vãn được. Một biến dị giả có sức mạnh như một vị vua, căn bản là không thể." Ông ta khẳng định nói người đàn ông còn lại mở miệng chăm chọc bạn già à cô càng ngày càng lạc đề rồi đấy còn tưởng tượng ra cả biến dị giả cấp vua cơ đấy nếu thích biên kịch như vậy không bằng đi làm biên kịch đi là được rồi cô ảnh vẫn lạnh lùng nói tôi chỉ nghĩ mọi khả năng có thể thôi nghe hay không tùy các người người đàn ông vẫn ngạo mạng khiêu khích vẫn còn ở đấy mà nói nhảm sao rõ ràng là do mấy người không điều tra được chứ gì sau đó anh ta liền cười to nếu thật sự có biến dị giả cấp vua thì ta đây sẽ đem đầu xuống cho người đá bóng lúc này thấy bầu không khí căng thẳng Ông lão ho nhẹ nói, khụ khụ, chúng tôi đã phái tổ điều tra đến thành phố Tần Du, hy vọng bên cô có thể tích cực phối hợp. Trong trường hợp cần thiết, tổ điều tra sẽ tiếp nhận tất cả công việc. Ngoài ra, việc có yêu cầu phái thêm người từ cô ảnh, cấp trên vẫn chưa thông qua. Nghe vậy cô ảnh liền nhăn mặt, là vì không tin tưởng chúng tôi sao, ông già vẫn nói vọng sang, cũng không phải không tin, tóm lại, cô cứ kiên nhẫn thêm một chút đi. Nghĩ lại cô ảnh liền thở dài vươn vai, tỏ ý chán ghét. Đúng lúc này, thành viên nhóm của cô vào thông báo gấp gáp, đội trưởng có tin mới cô ta nói bí cảnh thành phố long bắc huy dương thần điện bị pháp thuật hủy diệt công kích tạm thời không có thương vong sau khi nghe kể lại sự việc thì cô kỳ lo lắng nói lúc ninh phong thông qua kiểm tra địa điểm luyện cấp đã đăng ký hình như chính là nói đến đây cô không thể nói thêm cô ảnh gật đầu đầy ẩn ý đúng vậy chính là huy dương thần điện rồi cô nở một nụ cười chờ đợi ha chuyện này sẽ thú vị đây video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn